38. Đây là cây 38 nha. Nay em sẽ ghi số vào đây này. Bác nào chốt thì cứ cả lô cũng được mà bốc theo số cũng được. Đây là cây 38. Bốc cả lô giá khác, lô 4 cây, 5 cây, 1. Cây y hình nhá. Cứ đúng hình thì các bác nhận hàng. Đây là cây 38. Quay hướng nào cũng ok. Cũng đang ra quả các bạn. Đây là cây 38. Okay. Lên tiếp theo. Cây 40. Cây 39. 10. Đây là cây 39. Đây là cây 39 nha. Hàng Rubik. Đây là cây 39. Quá già. Em quay này. Và ngắm. Hàng em làm thì rất kỹ. Cây cỗi, thân già, bông tai đều, lá non, lá nhỏ, làm kỹ. Kỹ để anh em về là chỉ việc có chơi thôi. Không phải sửa lại nữa. Chỉ việc bấm bông tay là chơi. Em cho lên cái bịch này để đảm bảo cây cho nó khỏe. Đây là cây 38. 39. 39. Em lên cây 40. Đấy. 40. Cây 40. Các bác xem. Quá đẹp luôn. Các bác không nhìn thấy được vết cắt đâu nữa. Quá lâu đời. Bonsai mini các bác phải chơi đi. Sẹo càng bé thì càng đẹp. Đấy, dừng góc đấy cho các bác ngắm được đẹp, đẹp. Đấy nhá. Đấy được, đấy được đấy. Đang có chu quả này. Cây chu bao nhiêu? 39 à? Cây này 40. 40. Các bác chốt cây nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo số màn hình nhá. Kênh hay thì các bác cho một like và đăng ký kênh để em tiếp tục lên tiếp. Thì nhà em còn rất nhiều. Đây là cây 40. Đừng nhớ bác xem góc này. Ok. Bác cứ mạnh dạn nha. Nếu mà và cứ gọi điện đi. Gọi điện thoải mái lúc nào cũng được. Xong em sẽ cho Facebook các bác inbox vào vùng kín cho em nhé. Giá rất là đẹp nha, không phải giá nhà vườn tận gốc. Đây là cây 41. Đây là cây số 41 nha. Quái đẹp, cỗi cây. Ok. Cây này cây 41. Nhà em thì rất nhiều loại hàng, mặt hàng đây, sung to có này, cổ này, đinh năng. Mong các bác ủng hộ kênh nhé, và chia sẻ. Để các anh em biết đến nhà vườn và bọn em sẽ phục vụ tận nơi, đảm bảo uy tín cho các bác.
đây là cây 42. Cây vậy phải chưa? Đây là cây 42. Cây này thì đơn giản. Cái này dáng trực. Phải gắm cho các bác xem. Khá là ok. Đây là cây 42. Cây số 42 dáng trực. Gốc to, gốc bù ngọn chỉ đấy. Đây, bằng củ tay em các bạn. Này, cho anh cái chai. Đây, bọn em hay gọi là hàng cút kít. Quê em gọi hàng cút kít, hàng mini ấy. Gốc này to nhưng mà nó chỉ cao hơn cái chai một tí thôi. Ok. Lên tiếp nhá. Cứ lên thôi. Nhà vườn nhiều quá nên là nhiều khi cỏ không nhặt kịp các bạn. Đây là cây 43. Cây này nhà làm nhá. Nên là giá rất là hợp lý. Các bạn có thể tham khảo vòng quanh. 43. Mềm mượt, bông tay chia đều, tay tán nó bằng cái bút này đây này, cái này cây quá khỏe, bác chỉ việc chơi thôi. Ok, lên tiếp, cây 44. Đây là cây 44. Hàng đang chu quả quá già, gốc to lùn lực, các bác phải chỉ bấm này, bấm này là các bác chưa được. Quá khỏe luôn này. Đây là cây 44 nè.